Thưa các thầy cô, đây là những bức ảnh mà tôi mất chỉ 1, 2, 3 phút để thiết kế ở trên Canva, sau đó xuất ra ảnh và sử dụng vào cái video này đây ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn, nếu thầy cô chưa dùng Canva bao giờ thì vào cái Google chúng ta gõ là canva.com để cho nó xuất hiện cái trang web ra. Thế và từ cái trang web của Canva này thì các thầy cô nhấn vào cái nút đăng ký ở góc trên cùng này này. Đấy, góc trên cùng bên phải nó màu tím đấy, chúng ta nhấn vào đăng ký. Ở đây nếu các thầy cô đăng ký bằng cái địa chỉ mail thì các thầy cô chỉ cần nhấn vào đăng ký bằng mail, sau đó chúng ta điền các thông tin vào, chúng ta đặt tên này, điền thông tin mail vào và chúng ta gửi cái đăng ký. Sau đó chúng ta nếu mà nó gửi về một cái mã thì chúng ta mở cái hộp thư ra, nhập cái mã vào và chúng ta sẽ vào được cái phần Canva. Đây là giao diện của Canva với cái đặc trưng là hình màu tím này. Cái hàng trên cùng này các thầy cô tha hồ khám phá. Các thầy cô muốn là mình thiết kế cái gì thì đấy, các thầy cô cứ chỉ vào cái đó thì nó sẽ cho phép chúng ta thiết kế. Và cả hàng dưới này cũng như vậy, các thầy cô có quyền đi tìm bất cứ một cái mẫu thiết kế nào. Tôi thiết kế cho Facebook, thiết kế cho YouTube, tôi thiết kế tờ rơi, tôi thiết kế bài giảng. Chúng ta cứ tìm nhé. Đấy, bao giờ mà chúng ta thấy ưng ý một cái mẫu nào thì toàn bộ Canva, cái thế mạnh là người ta đã đưa sẵn các cái mẫu và nó giúp cho chúng ta không phải làm gì cả, chỉ việc chọn mẫu, đưa các thành phần ở trong và treo trong cái nội dung vào đấy, và chúng ta có thể up được các cái ảnh, các cái file của chúng ta lên Canva này để sử dụng, chứ không chỉ là những nội dung mà người ta đã cung cấp. Thế bây giờ giả sử chúng ta muốn làm một cái bài giáo án dạng A4 chẳng hạn, thế thì đây tôi nhấp vào cái soạn như thế này và nó có một cái khung như thế này, và chúng ta chỉ nhìn sang phía bên tay trái này, chúng ta tìm mẫu. Đấy, bây giờ tôi thích cái mẫu này, thế thì các thầy cô hoàn toàn sử dụng mẫu này và chỉ việc thay chữ, thay nội dung của chúng ta, trường là gì, lớp là gì, giáo viên là gì nhá, nó cho phép chúng ta thay đổi nội dung mà nó đã thiết kế sẵn. Đấy là cái thứ nhất, các thầy cô không phải làm gì cả, điền đúng theo mẫu. Cách thứ hai, các thầy cô không thích những thành phần này, đấy, chúng ta group vào xong là nhấn xóa nó đi, delete, nó lại xóa nó đi, và bây giờ chúng ta tạo ra các cái thành phần khác. Thế thì các thầy cô nhìn vào những cái khu vực này, nó sẽ cho chúng ta rất nhiều các cái thành phần đưa vào, nào là trái cây, nào là hình thù, nào là khung ảnh, nào là hoa, thích gì các thầy cô gõ cái từ khóa tìm, nó có rất nhiều ở trong này. Đấy, thế thì đây là toàn bộ những cái công cụ nó của Canva, nó thiết kế nó rất là chuyên nghiệp, nó giúp cho chúng ta là đấy, đưa một cái khung tròn vào này. Đấy, bây giờ chúng ta vào phần ảnh, đây là ảnh của họ, chúng ta thích ảnh nào thì gấp nhá, nhấn giữ và thả nó vào cái ô đấy, lập tức nó cắt cái ảnh như vậy, nó giúp cho chúng ta có cái khung ảnh ấy luôn. Trong trường hợp các thầy cô mà lại muốn chỉnh sửa những cái ảnh này theo các cái tông màu khác nhau, thế thì chúng ta lại nhấn vào cái nút bên trên để chúng ta có thể chỉnh sửa được những cái tông màu khác nhau. Bây giờ chúng ta khám phá một tính năng rất là tuyệt vời của Canva, đấy là tách nền của một bức ảnh. Đây, chúng ta đưa một cái bức ảnh trái cam và nó có nền xanh. Bây giờ làm thế nào bỏ nền xanh đi? Thì các thầy cô vào cái chức năng này. Đó. Các thầy cô vào cái chức năng trên này. Sau đó là chúng ta chuyển xuống cái công cụ tách nền nhé. Nhấn vào cái tách nền cái và chúng ta chờ đợi cho cái bức ảnh một lúc nó sẽ được tách nền. Và đây là những cái công cụ thiết kế trực tuyến, cho nên là các thầy cô phải kết nối với mạng internet thì chúng ta mới thực hiện được các cái thao tác này. Chúng ta tiếp tục tìm các cái đối tượng ở bên tay trái để chúng ta gấp, nhấn và gấp bỏ vào trong cái bản trình bày của chúng ta. Đây là một cái nhóm đối tượng hình người và chúng ta muốn thay đổi nhé. Nếu muốn thay đổi cái tông màu thì chúng ta nhấn vào đây. Đấy, đổi từ màu xanh sang màu hồng, nó sẽ đổi. Đấy, tiếp tục lại nhấn vào cái bảng màu đen,
cái nhóm đen, nhấn vào rồi lại chuyển tiếp những cái màu sang cái màu chúng ta muốn, tôi lại đổi thành xanh. Và như vậy chúng ta đã đổi được màu của các cái nhóm đối tượng trên nguyên tắc như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ điền thông tin của cái thiết kế này. Ví dụ tôi điền là dự án hỗ trợ giáo viên vào đây chẳng hạn. Đấy. Còn các thầy cô có thể đưa thêm nhiều ô chữ vào. Đấy. Khi chúng ta gõ vào thì chữ có thể to nhỏ, thì lúc này chúng ta dùng công cụ kéo nhé. Đấy. Nhấn nó vào chọn cái chữ xong chúng ta kéo. Đấy. Có thể thu nhỏ hoặc là to ra để một dòng hay hai dòng do chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xuất file. Khi nhấn vào cái xuất file này thì nó sẽ cho chúng ta những cái định dạng để chúng ta lựa chọn. Nếu các thầy cô muốn tải xuống một cái bức ảnh này đây, thì các thầy cô muốn điều chỉnh thì nhấn vào cái hộp này nhé. Đây nó đang để ở một cái đuôi file chất lượng cao. Khi chúng ta nhấn nút tải về thì chúng ta đợi một chút, và sau đó là chúng ta đặt tên cho bức ảnh lưu vào trong cái thư mục nào. Bây giờ thì chúng ta hãy kiểm tra thư mục ký và bức ảnh đã được lưu về máy đây. Và đây là bức ảnh chúng ta đã hoàn thành rất nhanh thiết kế ở trên Canva. Cảm ơn các thầy cô đã theo dõi video. Mong các bạn tiếp tục đăng ký kênh.